Hello, xin chào mọi người. Rất lâu rồi Khôi đổi audio mới lại làm clip một lần nữa. Hy vọng các bạn đã có một cái mùa Tết rất là vui. Hôm nay mình muốn gửi đến các bạn một số tip về làm mixing vocal mà rất là tiện lợi, nhanh gọn lẹ của bộ Wave ha. Ở đây mình có một cái plugin, hai cái plugin này rất là thú vị, rất là lợi hại trong bộ Wave. Của hai cái nhà mixer, hai cái mix engineer rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài ở Mỹ, một một người là Maserati, một người là Greg Wells ha. Ok, bây giờ việc trước tiên thì như mọi khi mình sẽ cho mọi người nghe trước và sau khi có hai cái plugin này ha. Đây là trước. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ok, nghe thì cũng khá là sạch sẽ nhưng không có gì thú vị và đặc biệt lắm. Ok, bây giờ mình sẽ bật hai cái plugin này lên cho mọi người cùng nghe xem hai cái plugin này đang làm gì với cái giọng hát của mình ha. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Ok, mình có lẽ các bạn cũng đã nghe được là sau khi mình bật hai cái plugin này lên, mình cảm thấy là cái giọng hát của mình nghe nó sáng sủa hơn, nó có độ nặng, độ ấm hơn, nghe nó có effects, nó có reverb, nó có một tí delay và nghe nó đầy đặn hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô mình chia cụ thể xem từng cái plugin nó đang làm gì đối với cái giọng hát của mình ha. Đầu tiên là cái plugin bên trái. Plugin này tên là Tony Maserati VX1, là vocal X1 ha. Thì mình nhìn ở phần trên. Ở đây nó sẽ gồm có sensitivity nè, bass, compress, treble và output. Thì mình sẽ giải thích xem từng cái thứ này là cái gì. Sensitivity tức là độ nhạy cảm. Thì thực sự cái sensitivity đang nói về cái đèn ở đây. Thì cái đèn ở đây là cái đèn để thể hiện lên cái âm lượng đầu vào là nó đang ở mức nào, mức thấp, mức tốt hay là mức quá quá lớn. Thì cái knob, cái núm ở dưới này sẽ là cái input của mình. Mình càng nâng lên thì cái âm lượng đầu vào nó càng lớn. Thì mình đọc qua cái menu của cái plugin này á, thì người ta sẽ nói là cái đèn này mà chuyển sang khoảng màu xanh lá hoặc màu vàng thì sẽ là mức âm lượng đầu vào tốt ha. Còn nếu như mà nó không sáng đèn thì tức là hơi thấp. Còn nếu mà nó sáng đỏ thì tức là mình quá lớn, nó đang bị có thể khả năng là bị vỡ ha. Rồi thì việc đầu tiên thường là mình sẽ nâng cái input này lên cho nó bắt đầu nó sáng cái đèn lên. Thì khi đó mình biết là cái âm lượng đầu vào nó đạt ở một mức ok. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái bass và cái treble này. Thì nó cũng giống như một cái âm ly karaoke thôi. Đơn giản chỉ là tăng về tần số thấp, tăng hoặc giảm tần số thấp và tăng hoặc giảm về tần số cao ha. Thì tùy theo cái lỗ tai của mình cảm thấy nó đang dư hay thiếu gì thì mình sẽ tăng hoặc giảm. Rồi cái compress ở giữa thì quá hiển nhiên rồi, nó là compressor tức là nén cho cái giọng của mình nghe đều đặn và nghe có lực hơn. Thì mình sẽ nâng lên cho đến khi nào cảm thấy đủ, hoặc là nếu mình cảm thấy nó đã đẹp sẵn rồi thì mình sẽ không có cần phải nâng lên gì thêm. Cuối cùng là output. Sau khi mình nâng input lên thì tất nhiên khả năng cao là sẽ cái giọng của mình sẽ lớn, nó hơi lớn quá thì mình hoặc là mình giảm output lại. Còn trong một số trường hợp mà cái đường gain của mình nó quá thấp, tức là cái âm lượng đầu vào mình quá thấp thì mình có thể tăng cái output lên để cho âm lượng càng lớn lên một chút ha. Rồi thì đó là xong cái phần ở phía trên, tức là cái phần này sẽ giống như là cái phần cơ bản nhất. Phần phía dưới này sẽ là các cái effects trong cái plugin này. Thì nhìn sơ qua nó sẽ chia ra làm hai phần ha. Rồi cái này, cái effects này với cái decay với verb tone và VRB tone này sẽ là đi chung thành một cái. Cả ba cái đó đều sẽ là reverb. Cái effects này là lượng reverb ha. Lượng reverb nhiều hay ít. Decay này sẽ là cái đuôi reverb ngắn hay dài, càng tăng lên thì càng dài, càng hạ xuống thì càng ngắn. Cái verb tone này tức là cái màu của cái reverb, mình tăng hay giảm thì nó sẽ thay đổi cái màu của reverb. Rồi cái delay và delay mix này, delay sẽ là cái độ dài của mỗi cái đuôi delay, mình càng tăng lên thì cái khoảng cách delay nó càng cách sâu cách cách xa nhau ra thì cái delay của mình nghe nó sẽ càng rộng, mình giảm xuống thì delay nó sẽ gần lại nghe giống như là doubler. Rồi delay mix là sẽ pha ít hay nhiều cái delay. Rồi mình có ba cái contour này, ba contour này mình cứ nghĩ đơn giản nó giống như ba cái màu.
ba cái màu của plugin thì mình cứ chọn qua chọn lại xem mình thích cái nào thì mình sử dụng ha. Rồi còn ở đây có một cái nữa là Insert with Send. Thì á, khi mà mình muốn bỏ cái plugin này trực tiếp lên trên Insert của cái vocal của mình thì mình nên để nó ở chế độ Insert. Thì khi đó mình sẽ được sử dụng cái phần trên này, có thể nói là phần Input và phần EQ á, kèm theo cả cái phần effects dưới này. Thì thường là insert thì cái effects nghe sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mình chuyển sang send á, thì nó sẽ tắt hết toàn bộ cái insert của mình, và nó mình chỉ nghe được cái reverb thôi, như thế này. Đó, thì cái này sẽ phù hợp hơn khi mà mình send effects, mình send bus ha. Còn nếu mình bỏ trực tiếp lên thì mình nên để chế độ insert. Rồi, thì đó là xong cái plugin đầu tiên. Thì ở đây mình đơn giản là mình sẽ tăng cái sensitivity lên cho đến khi nào mình cảm thấy cái màu giọng nó vừa đẹp. Sau đó mình tăng và giảm cái reverb và delay, và mình tăng một chút compress để cho cái giọng nghe đầy đặn và đặc hơn. Thì căn bản sau khi mình có cái plugin này vô á, mình sẽ cảm thấy cái giọng nghe nó sáng sủa và nghe nó có một tí không gian. Đây là mình trước khi có cái plugin này. Lâu sau đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Rồi đây là sau khi có. Lâu sau đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lâu sau. Mình sẽ nghe thấy nó sáng hơn rất nhiều ha. Nó có một tí reverb, nghe nó có không gian hơn và nghe nó sáng hơn rất là nhiều. Đến đây thì nghe nó hơi chát nhưng các bạn đừng có lo. Sau với cái plugin này bỏ vô sau đó thì mình nó sẽ trở nên ổn hơn. Lâu sau đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lâu sau. Rồi về đến cái plugin thứ hai. Cái plugin này sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nó chỉ có 4 cái thông số thôi. Intensity tức là độ mạnh. Độ mạnh ha, thì mình cứ để từ 0 mình nâng, mình tăng lên cho đến khi nào mình cảm thấy là cái giọng nghe nó đủ mạnh, nghe nó đủ đủ bật ra thì mình dừng lại. Ở đây nó cho mình 3 cái thông số khác là delay, doubler với lại vocal reverb. Mình muốn sử dụng cái nào thì mình bật nó lên, còn không muốn thì mình tắt ha. Thì đơn giản thôi, delay là mình tăng cái delay cho cái vocal của mình. Thì ở đây mình đang cảm thấy cái vocal này nghe nó hơi sáng quá, hơi bật quá, nên mình bỏ một cái doubler và một cái reverb lên để ở mức trung bình ha. Thì như vậy sau khi cái giọng đang sáng, ban đầu rất là sáng, thì sau khi tăng reverb và delay và tăng một chút intensity lên thì mình sẽ cảm thấy cái giọng nghe nó bay và nó mềm mượt ra lại, nhưng mà nó vẫn sáng ha. Tức là mình trung hòa được cái độ sáng chát ban đầu và bây giờ nó vẫn sáng nhưng mà nó mượt mà và nó bay hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ tăng hoặc giảm cái input hoặc output khúc cuối ra thôi ha. Ok, rồi một lần nữa mình sẽ cho các bạn nghe trước và sau của cái hai cái plugin này ha. Rồi và đây là sau. Nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng ai. Như các bạn mà thấy ha, hay lên ngay lập tức. Rồi rất đơn giản, những plugin rất hiệu quả của bộ Wave. Tất nhiên là trước đó mình đã phải EQ sơ sơ cho nó sạch sẽ trước rồi ha. Sau đó mình mới làm những cái này. Cái này gần như là những cái bước final, những cái bước thêm cho nó hay hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì hãy like cái video này và subscribe kênh của mình ha, để đón xem các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn làm việc tốt.